phụng 10.000 cái sinh phụng nha là hết vốn nha mọi người. Bán cho 10.000. Nói luôn đấy. Vừa nói có người mua 10.000 liền luôn. Vô chứ ở nhà đi, sợ những phim thấy khách đông mà chịu không nổi á. Cũng vô nhiều lắm luôn á. Cũng vô ngắm rất là nhiều. Sớm bên đây tụi em sợ, sợ hết sớm quay không có được. Qua mới một mấy hai giờ chạy về nghe nó hết rồi. Không. Qua cũng có người lại quay. Dạ, mà nghe nó hết sớm quá quay không có được. Các bạn, nước mắm này là chai nửa lít nha các bạn, chai này thôi. Chai là bì của tao. Các bạn chơi là vì cái chai này là chai nước sâm của mình, mà chai chai nổi lít nữa rồi. Bình nhỏ 40 cho mọi người, bình lớn 80 ngàn cho mọi người. Bình lớn là cái bình nước mắm 50 ngư các bạn, bình này gần 1 lít nè, 900 mấy nè. Này gần 1 lít các bạn là 80 các bạn. Mỗi người làm vị nước mắm khác nhau nha các bạn ơi. Chị bắt đầu bán từ lúc 10 giờ sáng và khi 2 giờ chỉ hết, có khi 3 giờ chỉ hết, không biết được giờ giấc của mình luôn. Này là siêu lầy luôn. Sao tối vậy ta? Quá
Ngon. Ngon hay em ha. Ốc tươi. Mỗi người có hương vị khác nhau ha. Dạ. Đúng rồi. Có người thích ăn vị này, có người thích ăn vị kia chứ. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếng Quảng, mấy giờ nói về cậu tiếng Quảng luôn nha. Chị nói tiếng Quảng phải không? Biết nói tiếng Quảng hả? Ờ, nhà Phụng Minh Đường nè, người Hoa nè, sắp người Hoa. Ôi, chị gì? Cho nên Phụng biết nói luôn. Tưởng người Hoa chứ, người gì cũng nói tiếng Quảng luôn. Sắp Phụng, sắp người Hoa. Có người mua mắm, có người mua ốc, có người mua cá lóc.